Hé lộ chưa từng có tuổi bính thìn sinh năm 1976, trong tháng 12 âm lịch, vượt qua chắc trở, thịnh vượng giàu sang nếu làm được điều này. Chào mừng quý anh chị tuổi bính thìn sinh năm 1976 đã đến giờ phút tâm linh đặc biệt trên kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, kính thưa quý vị anh chị, chỉ thoáng chốc thôi khi tháng 11 âm lịch đã qua đi, cũng là lúc chúng ta đón chào tháng mới tháng cuối cùng của một năm, cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người, cảm giác hối hả cập dập của một năm sắp qua đi, sẽ lẫn cùng với sự dạo dực, vui sướng, khi sắp chào đón một năm mới, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy lòng mình lâng lâng chắc hẳn hầu hết các anh chị ở đây, đều muốn biết tháng cuối cùng của năm 2022 với mình sẽ ra sao, liệu sẽ hung hay cắt, may hay là rủi, có lẽ trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều người trong số quý vị đang xem video này có gặp nhiều vận đen, người thì bệnh tật dày vò, hành hạ từng đêm, nhưng chỉ cần hưởng sáng là vẫn phải vất vả ngược xuôi để lo toan đủ thứ trên đời, nào là no miếng cơm, manh áo, nào là lo đóng học cho con cái, nào là lo làm sao để khi về già có vài đồng lận lưng, để không phiền hà đến. Con cái đã vậy đi làm còn bị tiểu nhân ghen ghét mà tranh đấu bon chen không từ một thủ đoạn để chiếm đoạt công lao nẫng tay trên bao nhiêu công sức vất vả của bạn khổ cực chịu bao tuổi nhục đắng cay uất ức không nói thành lời tuy nhiên những điều đó sẽ không ở lại với quý bạn lâu nữa đâu nếu như lúc này sáng tỏ minh bạch được vận trình phía trước thì thực sự một đời của quý bạn sẽ như thế nào cũng đã trôi qua rồi có thể anh chị sẽ không thể tự biết, nhưng dưới góc nhìn của những người có căn cơ, thì mệnh chủ tuổi bính thì hãy lắng nghe và chiêm nghiệm lời nhắc nhẹ này, để cải biến vận mệnh của mình trong tháng 12 âm lịch 2022. Và xin mời quý vị anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết trong video này. Hé lộ bất ngờ mới nhất tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 tháng 12 âm lịch vượt qua chắc trở thịnh vượng, giàu sang nếu làm được điều này. Lý giải theo những lời dụ ngôn được ẩn dấu trên phiến đá cổ của người Maya, giới tử vi huyền học đã viện phát hiện ra những lời nhắc nhở dành riêng cho mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khi bước sang tháng 12 âm lịch 2022 như sau: Điến vào tháng 12 âm lịch, tháng Quý Sửu của năm Nhâm Dần, cục diện tương phá, dự báo bản mệnh sẽ có thể phải đối mặt với rất nhiều biến động trong công việc, cạnh tranh, đấu đá ngầm, không có dấu hiệu giảm sút mà thậm chí còn có chiều hướng là gia tăng, thời điểm năm mới cận kề, khiến cho bính thìn cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không được suôn sẻ như mong muốn. Để nắm bắt được vận trình hung cát của mình trong tháng 12 âm lịch thì xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi các nội dung chính được luận giải cho video ngày hôm nay cụ thể như sau thứ nhất là tử vi sự nghiệp của Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch. Thứ hai là tử vi về tài lộc. Thứ ba là tử vi tình duyên và gia đạo. Thứ tư là tử vi sức khỏe của anh chị tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch. Thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận của anh chị theo 10 ngày trong tháng 12. Thứ sáu là xem tuổi sông đất tốt và xấu đối với anh chị trong năm mới 2023. Thứ bảy là ba việc mà anh chị tuổi bính thìn cần phải chuẩn bị sẵn cho bản thân trước tuổi 50, nếu như muốn có được một cuộc đời mạnh khỏe, an vui và hưng thịnh, cụ thể và chi tiết như sau. Thứ nhất, xem tử vi sự nghiệp của mình thìn trong tháng 12 âm lịch. Chiếu theo những lời dụ ngôn các thầy tử vi đã đưa ra luận giải mới nhất rằng, trong năm 2022 khi bước vào tháng 12 âm lịch tháng duy nhất còn lại của năm 2022 tới đây anh chị tuổi bính thìn chính là con giáp phải chịu rất nhiều tác động từ cục diện tương phản thái tuế, bởi vậy vận trình sự nghiệp trong tháng 12 được dự báo sẽ gặp không ít những trục trặc, cản trở, và nguyên nhân đến từ yếu tố khách quan, lẫn chủ quan của anh chị. Càng gần Tết thì mọi thứ lại càng cập dập, đây không còn là thời điểm bản mệnh có thể thành thơi làm những việc mình yêu thích nữa, khối lượng công việc sẽ tăng lên, kèm theo đó là áp lực cũng sẽ gia tăng. Không khí giáp ngày Tết, năm mới, cũng khiến anh chị cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh chóng, để còn kịp đón Tết, thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như mong muốn của anh chị thậm chí anh chị càng nhanh thì lại càng dễ lộ ra những sai sót, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, vào lúc này thêm vào đó tháng 12 âm còn có cả hung tinh âm sát xung chiếu, cũng là điểm báo có kẻ xấu ngấm ngầm hãm hại, bản mệnh sẽ phải bị tổn hao rất nhiều tinh lực mới có thể giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình cạnh tranh đấu đá ngầm sẽ ngày càng gia tăng nhất là khi xung quanh anh chị ai cũng đều là những người có năng lực và thời điểm này ai cũng muốn chứng tỏ ưu thế của mình để các khoản thưởng tết thêm phần dư giả lúc này mệnh chủ càng cần phải nỗ lực để tiến về phía trước và hạn chế mắc những sai lầm kẻo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vịn vào và phá hoại anh chị cho bằng được nhiều khó khăn ập tới có thể khiến suy nghĩ của bản mệnh trở nên bế tắc, vì thế mà con giáp này thường mất đi sự bình tĩnh, và khó đưa ra được những quyết định đúng đắn và chính xác, dù vậy mệnh chủ vẫn phải tự nhắc nhở bản thân là hành sự thận trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục, hay pháp lý. Sai sót vào thời điểm năm hết Tết đến sẽ là rất khó để có thể khắc phục, còn ảnh hưởng xấu tới uy tín và tổn theo là về tiền của. Cũng may là trong tháng này có nguyệt lệnh lâm đất và thiên đức các tinh tre chở báo hiệu mọi việc sẽ tốt dần lên, nỗ lực của anh chị đến một thời điểm nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bính thìn tập trung tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng, thì mọi khó khăn có thể được tháo gỡ và gặt hái được những thành quả xứng đáng, cũng sẽ được thành thơi phần nào để yên tâm đón Tết quý vị nha. Thứ hai, Tử vi tài lộc của bính thìn trong tháng 12 âm lịch xem tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi bính thìn, thì phát thiệp điểm báo, có cục diện ẩn tàng hung hiểm, lại có hung tinh rình rập, cho nên tài vận của con giáp này phát sinh rất nhiều bất ổn, nhiều biến động thăng trầm rất khó đoán trước, có thời điểm tiền đến nhanh nhưng ra đi cũng rất nhanh. Ngủ hành tương phá tác động, khiến cho vận khí xa sút ở rất nhiều phương diện, những chú rồng cũng dễ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề lúc nào không hay. Chạy đôn, chạy đáo, để lo công việc, nhưng kết quả thì vẫn chưa được như mong muốn, càng khiến cho tinh thần của bản mệnh bị lao dốc cũng vì nguyên do này mà việc kiếm tiền sẽ có phần bỏ dở bê trễ mọi chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn là dựa vào nguồn thu chính công việc chưa đạt được mục tiêu như dự kiến lại thường xuyên bị cản trở do đó nguồn thu lương thường cũng có thể sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào phải đợi tới cuối tháng thì mới có khoản thu đáng kể từ thường tết tháng này bản mệnh cần phải tập trung hết mình vào công việc chính như vậy anh chị mới có được thu hoạch xứng đáng hơn nữa tháng này có nguyệt lệnh lâm đất báo hiệu vận khí sẽ dần có khởi sắc, mệnh chủ càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần dần tăng tiến. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu làm việc mình yêu thích và đừng bỏ giờ giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt anh chị nhé. Vấn đề chi tiêu nên đề cao tiết kiệm, sắm sửa có chừng có mực, rất may là trước đó con giáp này sẽ có được một khoản tích lũy không nhỏ, nên đủ để trang trải các khoản sinh hoạt phí bắt buộc cuối tháng cũng là thời điểm các khoản lương thường Tết đổ về túi, giúp cho anh chị có thể thở vào và yên tâm sắm sửa đón Tết người làm kinh doanh có thể sẽ thấy không hài lòng khi doanh thu trong năm nay kém hơn so với mọi năm nhưng nếu đó là xu thế chung thì anh chị cũng không nên quá lo lắng hãy cứ tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới tận nơi Bên cạnh đó, ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại có nhiều biến động, do âm sát hung tình đe dọa, anh chị cũng nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như là chứng khoán hay bất động sản, tốt nhất các kế hoạch này nên để sang năm mới, hy vọng có khởi sắc tích cực thì rồi hãy tiến hành. Thứ ba, từ Vi tình duyên gia đạo của Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch, phương diện tình cảm của Bính Thìn trong tháng Chạp cũng chịu nhiều tác động không hề nhỏ từ cục diện tương phá, dù là người độc thân hay đã kết hôn thì đều gặp không ít rắc rối, người có đôi thì ngày càng tỏ ra bất kiên nhẫn với mối quan hệ hiện tại, như cả hai thường xuyên xung khắc vì những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày những va chạm lớn nhỏ khiến cơn giận được tích lũy chiến tranh lạnh sẽ liên miên chẳng ai được dễ chịu có thể sẽ có những sự việc như giọt nước tràn ly xảy ra khiến cho quyết tâm chia tay trở nên gay gắt hơn đặc biệt là hung tinh âm sát sẽ tác động tới tình cảm vợ chồng cũng là rất lớn thậm chí còn gây đổ vỡ vợ chồng ngày càng có xu hướng xa cách lạnh nhạt thiếu đi sự hòa hợp về cả vấn đề tâm lý và sinh lý điều đó gây ra hàng loạt các mâu thuẫn và xung đột trong gia đình Tình trạng này nếu như không sớm chấm dứt sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của gia đình, việc đón Tết cũng sẽ trở nên nặng nề, đường tình cảm ảm đạm. Người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thường xuyên nhận lấy những cảm giác thất vọng, ê chề, khiến anh chị ngày càng mất niềm tin vào tình yêu và có xu hướng là khép kín lòng mình lại. Thứ tư, từ vi sức khỏe của Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch, vận khí bị tương phá khắc chế, lại có hung tinh âm sát hãm sức khỏe của người tuổi Bính Thìn giảm sút trông thấy. Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng mới cho biết rằng, giác quan thứ sáu của bính thìn lúc này sẽ trở nên vô cùng nhạy bén, đặc biệt là những người làm các công việc có liên quan tới con số, này là kế toán, phân tích thị trường đầu tư, hay là tài chính ngân hàng, với lợi thế này, bản mệnh hoàn thành những hạng mục công việc cuối năm nhanh chóng, và thoải mái, chứ không hề có áp lực. Hơn thế còn hứa hẹn sẽ đột phá về doanh thu, mức thưởng cuối năm sẽ khiến anh chị cũng phải giật mình những ai còn chưa xác định được hướng đi rõ ràng trong sự nghiệp thì thời điểm này cũng là cơ hội tốt để mệnh chủ dành thời gian suy xét về vấn đề này tâm trạng tiêu cực trước đó sẽ nhanh chóng bị thổi bay thay vào đó là niềm hứng khởi ngập tràn và hiệu quả công việc rất cao bên cạnh đó người tuổi bính thì nào mà về hưu sớm hoặc là làm nghề tự do vẫn được trưởng bối giới thiệu công việc mới với chế độ đãi ngộ hấp dẫn quý bạn cũng nên chăm chỉ làm việc để không phụ lòng người đã giới thiệu công việc cho mình trong 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch này, những ai làm trong ngành nghề truyền thông, báo chí, cần đề phòng hạn khẩu thiện, thị phi, trước khi công khai thông tin nào đó, bạn cần phải xác định độ chân thực của nguồn thông tin, tránh vướng vào những kiện cáo phức tạp va chạm với các chủ doanh nghiệp. Anh chị nên nhờ người tới giải quyết những khó khăn, vấn đề nan giải mà công ty đang gặp phải, dùng người trong công ty vẫn là quyển sách ưu tiên hàng đầu, bạn nên cân nhắc kỹ điều đó. Về tình cảm của người tuổi Bính Thìn trong tháng này tương đối lý tưởng, nhờ sự tương trợ của các tinh thiên phúc thiên quý, đây chính là thời điểm phù hợp để mệnh chủ bày tỏ tình cảm và hóa giải mâu thuẫn, hay là hàn gắn những vết thương còn lưu lại trong quá khứ. Nếu như có ý định kết hôn thì ngay từ bây giờ anh chị hãy cùng nhau lên kế hoạch cụ thể để tiệc cưới diễn ra thuận lợi và ngập tràn trong hạnh phúc người độc thân cũng nên chủ động đi theo tiếng gọi của trái tim, tránh nghe lời dèm pha mà từ bỏ hạnh phúc đích thực của mình, nên nhớ mức độ phù hợp giữa hai anh chị thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ nhất, hãy chủ động nắm bắt cơ hội để tìm được nửa kia phù hợp hơn. Thời điểm vàng ở trong tháng là 3 ngày sau mùng năm âm. Hướng may mắn là hướng nam, và hướng đông bắc, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi mùi, và tuổi dần, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Con số may mắn là số 98, số 2 và 43. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm của Bính Thìn, nhận thấy rằng vận trình tình cảm vẫn là mức trung bình, giận hờn cãi vã của đôi bên thì ngày càng nhiều, ảnh hưởng bởi điều đó, nên bản mệnh trở nên nóng lạnh thất thường, khi vui thì mọi sự hanh thông, lúc buồn thì kéo cả bầu không khí xung quanh trầm lắng, và ảm đạm, điều đó cũng là một trong những cản trở rất lớn ngăn cản bước đường thành công trong sự nghiệp của anh chị hơn thế nữa thời gian này do có hung tinh tác động mệnh chủ còn nảy sinh những suy nghĩ hoài nghi về những nỗ lực cống hiến của mình cho gia đình trong suốt thời gian qua anh chị cho rằng công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng bao nhiêu nỗ lực vun vén cho gia đình nhưng nhận lại là một thái độ lạnh nhạt của nữa kia nếu cứ mãi chìm đắm trong những lối nghĩ tiêu cực này cộng thêm sự bất đồng về quan điểm chi tiêu tài chính trong gia đình e rằng anh chị sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khiến cho gia đình đang yên ấm thì bỗng trở nên có sóng gió truyền tình cảm của những người độc thân vận đào hoa tuy có, nhưng chưa đủ để tìm được đối tượng ưng ý, hãy kiên trì chờ đợi, nóng vội chỉ khiến bạn đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác mà thôi. Vận trình công việc của mình, tuổi thìn cũng gặp nhiều trở lực kém sắc hơn so với 10 ngày đầu tháng, mâu thuẫn giữa bạn và đồng nghiệp được đẩy lên cao trào, kết quả là cả hai cùng chịu tổn thương, và tổn thất như nhau, vậy tại sao cứ phải đấu đá tranh quyền làm gì, hãy dùng thái độ lịch thiệp của quân tử để đối lòng tiểu nhân, ắt mọi sự thoáng đạt và không còn phiền nhiễu người kinh doanh buôn bán hay đầu tư cần phải nắm bắt được thời cơ cũng như dừng tay đúng thời điểm căn cứ vào nhu cầu và thị hiếu khách hàng mà tung ra những sản phẩm phù hợp tránh tình trạng thứ cần thì hết thứ không cần lại cứ tồn ứ và ế ẩm ở đó sức khỏe của anh chị cũng không có gì đáng phải lo ngại nhưng vì làm việc nhiều thức khuya ăn uống không điều độ nên cũng khó tránh khỏi tình trạng đau đầu dạ dày hay là nhức mỏi mắt thời điểm vàng ở trong tháng là hai ngày sau rằm hướng may mắn là hướng đông nam, và hướng bắc kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi dậu, và tuổi hợi, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Con số phát tài là số 70, 31 và 53. Tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ 20 đến 30 Tết. Được sự che chở của các tinh kiên quyền và thiên quý, công việc của người tuổi bính thìn may mắn là sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Khách hàng tiềm năng hoặc là người nắm trong tay quyền lực lớn sẽ chú ý tới bạn vì những biểu hiện xuất sắc trong thời gian vừa qua, lãnh đạo và đồng nghiệp đều tỏ thái độ ủng hộ, tin tưởng, thậm chí là tán dương về những phấn đấu miệt mài của anh chị. Những ai vừa thuyên chuyển tới nơi công tác mới sẽ có được cơ hội được cấp trên giao phó những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao với khả năng ứng biến linh hoạt trời sẽ không phụ lòng người. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán thì có thể sẽ phải đi công tác xa, hoặc vừa đi du lịch vừa kết hợp với việc khảo sát thị trường, nhìn chung thì mọi việc khá thuận lợi, nhiều khả năng bạn cũng sẽ tìm kiếm được đối tác hay là nguồn hàng tiềm năng. Lưu ý bạn cũng nên hạn chế là bắt tay hợp tác với người tuổi Mão trong 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch này để tránh xảy ra những tranh chấp về tiền bạc hoặc là khó khăn trong vấn đề không thống nhất được quan điểm trong thời gian này. Vận trình tình cảm của anh chị tuổi bính thìn cũng rất lý tưởng, cuộc sống gia đình hài hòa, hạnh phúc, các mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, cha mẹ và con cái, cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Các cặp đôi từng bị gián đoạn trong tình cảm vì sự ngăn cản của gia đình, thì 10 ngày của năm cùng tháng tận, có thể kê cao gối mà ngủ, bởi mọi khúc mắc đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, áp lực tinh thần giảm đi trông thấy, nên nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Người độc thân thì vượng vận đào hoa, cơ hội gặp được đối tượng ưng ý cũng rất cao, điều quan trọng là anh chị cần phải chủ động nắm bắt thời điểm vàng ở trong tháng là trước Tết ông Công, ông Táo. Hướng may mắn là hướng Đông và hướng Tây Nam, kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi Mão và tuổi Ngọ, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Con số phát tài là số 77, 29 và 51. Thứ sáu là Xem tuổi sông đất tốt và xấu cho anh chị tuổi bính thìn trong năm 2023. Theo kinh nghiệm dân gian khi chọn người sông đất thì nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với anh chị. Đồng thời thiên can và địa chi, ngũ hành của người xem tuổi cũng cần phải tương sinh với người đó trong năm. Các tuổi sau đây sẽ phù hợp với anh chị để sông đất vào đầu năm mới quý mão 2023. Tuổi tân hợi 1971, mậu thân 1968, tân mùi 1991, tuổi nhâm thân 1992 tuổi sông đất xấu với anh chị tuổi Bính Thìn cho năm mới gồm tuổi Bính Ngọ 1966, tuổi Ất Mão 1975, tuổi Mậu Ngọ 1978, tuổi Đinh Mão 1987 và tuổi Đinh Sửu 1997. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị anh chị về ba việc mà anh chị tuổi Bính Thìn cần phải chuẩn bị sẵn cho bản thân trước tuổi 50 nếu như muốn có được một cuộc đời mạnh khỏe, an vui và hưng thịnh. Thứ nhất là tránh xa hai nỗi khổ nhân gian, có hai nỗi khổ một là nỗi khổ vì không có được, hai là khổ vì thứ tình cảm không thuộc về mình, với nỗi khổ thứ nhất khi bạn không ngại bỏ ra công sức coi tất cả là một canh bạc, thắng cũng thản nhiên, mà thua cũng chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng với nỗi khổ thứ hai thì lại khác hoàn toàn, nếu đến tuổi 50 và anh chị vẫn còn chìm đắm trong đau khổ vì thứ tình yêu không thuộc về mình, bạn sẽ phải gạt bỏ ngay lớp bụi này ra khỏi tâm trí mình đi, hãy dọn sạch trái tim mình để đón nhận những điều mới mẻ khác xứng đáng hơn đến với mình. Thứ hai là, Học cách chấp nhận có một số việc cần chúng ta quên đi trong lặng lẽ, vấp ngã một lần, kinh qua một lần, sẽ trưởng thành thêm một lần và khôn hơn một lần đúng không quý vị? Có một số nỗi khổ và phiền não cần phải lặng lẽ chấp nhận, tôi rèn, một lần kinh nghiệm sẽ phong phú thêm một lần. Ở tuổi 50 chúng ta không nên và cũng không thể giống như khi còn nhỏ, cứ vô tư nói thật to, khóc thật lớn khi gặp chuyện không như ý, đúng không nào? Thứ ba là hãy luôn mang trong tâm lòng biết ơn khi chúng ta tham gia một tang lễ nào đó chúng ta lẽ tự nhiên sẽ trào dâng một cảm xúc xúc động xót xa khi chúng ta vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh chúng ta tự nhiên sẽ vô cùng trân trọng sức khỏe và cảm thấy biết ơn lòng biết ơn nhất định cần được giữ gìn trong mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh nó không chỉ giúp anh chị trân trọng những thứ xung quanh mình mà còn giúp anh chị kiềm chế được dục vọng và sự tranh giành đấu đá cội nguồn của hạnh phúc thậm chí cũng sẽ bắt đầu từ lòng biết ơn đúng không quý vị vâng kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình kênh minh đường tử vi rất mong rằng quý vị anh chị tuổi bính thìn sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng cuối cùng của năm và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ quý vị anh chị vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo